chắn là chúng ta sẽ bị nhiễm khuẩn và những con virus nó sẽ xâm nhập qua cái đường qua cái bộ phận sinh dục của chúng ta và gây ra những cái căn bệnh như là rồi nó sẽ tiến triển, nó biến chứng thành cái căn bệnh viêm nhiễm rất là nguy hiểm đúng không ạ? Và có cái thành phần mà có trong một số các loại băng vệ sinh thì cô như cô chia sẻ là cái thành phần bromide thì đối với cái thành phần này nếu như nó xâm nhập vào qua cái bộ phận sinh dục mà đi vào trong tử cung của chúng ta ấy, thì nó sẽ khiến cho cái tử cung của chúng ta và để mà giới thiệu kỹ hơn cái sản phẩm này thì tôi sẽ có cái buổi giảng tiếp theo. Thì hiện tại ở website Việt Nam đã về ba cái loại, đó là cái loại loại size to này, cái loại size vừa và một cái loại là bao vệ sinh hàng ngày. Để hấp thụ sự phù mê hết sức này, rồi có cái sự 소로 이렇게 넷박스로 이렇게 나눠져 있고요. 네 봉지로 나눠져 있고요. 이게 10개씩 들어 있어요. Và đối với bộ sản phẩm này khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ mua một cái hộp to như thế này. Khi trong một cái hộp to đấy nó sẽ chứa là 4 gói thì trong 4 gói đó thì mỗi một gói sẽ là 10 miếng. 네. 넘어가 볼게요. 그리고 이제 롱 팬티 라이너는 길이가 우리가 좀 길게 만들었거든요. 그래서 한 팩 안에 20개가 들어가 있고요. 이렇게 한 박스로 구매하시면 그게 20개가 들어있는 그 소화로 분류를 한 것이 네 봉지가 이렇게 들어가 있는 거예요. Và đối với cái loại mà long panty liner ấy, thì đây là cái sản phẩm mà nó được thiết kế là dài hơn, cho nên là mỗi một trong một hộp của nó thì sẽ là 4 gói. Thì mỗi gói của nó sẽ chứa là 20 miếng, tức là cả một hộp to sẽ là 80 miếng ạ. 네. 이제 가장 중요한 셀링 포인트는 뭐냐면 우리가 처음부터 끝까지 우리 피부를 닿는 면 있잖아요. 아주 안전하고 깨끗하게 세심한 부분까지 몸에 닿는 모든 그 닿는 곳은 다 100% 유기농으로 만들었다는 거예요. Và cái điểm mấu chốt của cái sản phẩm này là gì ạ? Cái thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta là sạch sẽ và an toàn suốt cả một ngày dài. Cái bề mặt của nó giúp chúng ta thấm hút bộ những cái chất mà nó được đi ra ngoài trong cái ngày phụ nữ đấy ạ. 네, 그 100% 유기농 수면 커버고요. 그리고 100% 유기농 수면 날개예요. Và đối với cái bề mặt tiếp xúc, đối với cái vùng da nhạy cảm của chúng ta này thì bởi vì nó được làm từ cái chất liệu bông hữu cơ 100%, cho nên là không những ở trên bề mặt đó là 100% bông hữu cơ mà nó còn được được sản xuất ra cả hai cái cánh, nghĩa là nó được làm ra cả hai cái cánh cũng chứa 100% bông hữu cơ nên là cái khả năng thấm hút rất là tuyệt vời. 네, 우리 남성 직구파님들 조금 오늘 민망하시겠지만 남성 직구파님들 턱수도 있고 와이프도 있잖아요. 그러니까 이해하고 잘 들어주세요. Và có thể là trong cái phòng Zoom này hôm nay có rất nhiều những anh chị Cooper nam giới, cho nên là mình đừng xấu hổ hay là cảm thấy ghen tị nhá, bởi vì là đều có vợ và đều có con gái đúng không ạ? Được, khi cũng có cái các và để hiểu về những cái loại băng vệ sinh này thì chúng ta thì các anh nam giới ấy, sẽ hiểu được là chị em phụ nữ sẽ về cách sử dụng cái loại sản phẩm băng vệ sinh như thế nào. Và hai nữa là cái cấu trúc của cái loại băng vệ sinh này thì nó có một cái lớp đệm rất là mềm mại và nó giúp cho thông thoáng, và nữa là nó có cái khả năng thấm hút rất là nhanh chóng. Và cái việc mà cái chất lỏng đó nó cũng hút ngược trở lại. 그리고 50%, 그런 농약이나 화학 비료를 사용하지 않고 재배한 100% 유기농 소재만 획득할 수 있는 국제화된 유기농 마크예요. Và có một cái chứng nhận ở đây nó được viết là chứng nhận OCS này. Thì cái chứng nhận này nó có nghĩa là gì? Thì OCS đây là cái chứng nhận mà cái sản phẩm được sử dụng các cái chất hữu cơ. Và đây là cái chứng nhận nông nghiệp hữu cơ quốc tế, nó dành cho những cái nguyên liệu
chỉ có sử dụng ở bông hữu cơ 100%, và nó cũng là được được cái chứng nhận OCS này là cái thành phần mà rất là tốt đối với sức khỏe của con người. OCS 우리 인증받은 100% 유기농 식량 커버 날. Và những cái sợi bông hữu cơ này thì nó được sử dụng cả trên những cái phần cánh, cho nên là các anh, các chị phụ nữ và cả các em có thể an tâm khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Để hình ảnh đi ạ, chúng ta có thể nhìn thấy cái cấu trúc bông xanh này. 네, 이 지금 제가 지금 이제 제가 마우스를 갖다 대는데 맨 위에 이 우리가 이제 피부에 닿는 부분이 있잖아요. 이 부분이 우리가 탑 시트라고 하는데 유기농 인증 받은 거예요. 맞아요. 탑 시트. 맨 위에. 그러니까 수면 커버라는 얘기잖아요. 그렇죠? Đây ạ, các anh chị có thể nhìn thấy cái con chuột của em đang di chuyển ở phần màn hình này. Thì cái lớp đầu tiên ở đây, thì đây là cái lớp mà mặt tiếp xúc, thì đây là cái lớp mà đã là cái chứng nhận của một cái chứng nhận là cái thành phần hữu cơ rất là tốt cho sức khỏe và sử dụng 100% là cốt tông tự nhiên. Ừ, 밑에가 이제 천연 이중 천연 8% 되어 있는데요. 이게 이제 씹어 방지하는. lớp thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái lớp thấm hút. 네, 그리고 요 시트제가요 통기성 백시트인데요 공기가 정말 잘 통하고 답답하지 않아요. Và cái lớp thứ ba này đây là cái lớp mà nó giúp cho nó như là khi mà bị thấm hút như thế thì thông thường những sản phẩm khác nó sẽ đem đến cảm giác khó chịu nhất. Thì cái lớp thứ ba này nó giúp cho da của chúng ta cảm thấy là cái sự thông thoáng mà không gây khó chịu. 심지어는 여기 맨 마지막 우리가 접착제가 있잖아요. 나 cái lớp cuối cùng đây là cái lớp mà lớp dính từ đây là cái lớp polymer mà cách nhiệt ở lớp dính ấy. Cái là cái lớp này nó giúp cho là những cái dịch đấu hút vào nó không tràn được ra ngoài. 네. 지금 마크를 보고 계신 겁니다. 유기농 마크. Và đây là cái chứng nhận mà organic 100% ạ. 네, 제가 앞에서 다 설명을 드려서 이 부분을 좀 설명 안 드리는 거고 넘어가는 겁니다. 네, 그 다음에 이제 이렇게 색변 처리가 다 돼 있어요. 이게 제일 막혀 있어요. 맞습니다. 색변 처리. 네, chúng ta có thể nhìn thấy trên hình ảnh là hai cái phần viền của cái sản phẩm bác vệ sinh này thì nếu đều nó được niêm phong, được viền rất là cẩn thận và không bị hở ra ngoài. 절대 먼지 들어갈 수 없고요. 절대 벌 개미 새끼 한 마리도 못 들어가요. Và với cái phần viền như thế này thì sẽ giúp cho những cái con vi khuẩn, những cái con bọ ấy không bao giờ có thể xâm nhập được vào trong cái bên trong của cái sản phẩm này. 네, 그리고 거기다가 알칼리 뭐 인공색소라든지 그다음에 형광 뭐 표백제가 중백제라든지 이런 거 전혀 들어가 있지 않기 때문에 네, 안전하게 사용하시면 됩니다. 아, 그럼 이 제품 này thì nó được bảo quản một cách rất là an toàn và nó niêm phong ba mặt để ngăn chặn được các cái gây ô nhiễm như là bụi hoặc là côn trùng từ bên ngoài. 심지어는 저희가요 이중 안 이거 이제 그 포장 용지 안에 우리가 이렇게 다 넣어놨잖아요. 이것을 이중 안전 포장을 다 해놨어요. 알루미늄 파우치예요. 네. Và chúng ta có thể thấy các anh chị nhìn trên màn hình này, em sẽ giải thích dễ hơn. Thì ở cái phần mà có cái viền màu đỏ và cái mũi tên đi lên này thì đây là cái phần mà chúng ta sẽ dùng để mở cái gói sản phẩm ra. Và đây là cái phần gói này thì sản phẩm đã được đóng gói bằng cái túi nhôm này, thì cái túi nhôm này cũng được niêm phong ba mặt để nó ngăn chặn được cái con vi trùng, được cái sự ô nhiễm nó xâm nhập vào trong cái sản phẩm ạ. Như chúng ta đã biết là cứ đến nhà những người phụ nữ thì ở Hàn Quốc thì có một cái hiện tượng như này, thì có những người mà bị và đến ngày ấy họ rất lâu. Thế thì khi mà đổi sang sử dụng cái sản phẩm của Jikook này thì cái kính đến ngày bị đó, ngày đèn đỏ đó thì nó cũng đã được cải thiện rất là nhiều rồi. Có người là cái cảm giác lâu đấy cũng biến mất ạ. Thì ở cái đám sản phẩm tiếp theo đó là sản